Xin chào anh em, lại là mình Sabi đây. Minato và Tobirama, ai mạnh hơn? Cùng xem video và cùng tớ phân tích từng khía cạnh và đưa ra kết luận nhé. Đầu tiên, xét về lượng chakra. Khi còn sống, Minato sở hữu lượng chakra cũng khá lớn, bằng chứng là anh có thể tiến vào chế độ hiền nhân hoặc triệu hồi cả vị góc đại siêu to khổng lồ Gamabunta. Tuy không thể so sánh được với các nhân vật như Naruto hay Hashirama về chakra, nhưng chắc chắn anh có một nguồn chakra dồi dào. Còn Tobirama đến từ gia tộc Senju, một trong những gia tộc hùng mạnh nhất một thời. Hashirama, anh trai của anh, sở hữu một lượng chakra vô cùng lớn. Công bằng mà nói thì lượng chakra của Tobirama cũng là tương đối tốt, mặc dù điều này còn chưa được chứng minh nhiều. Nhìn chung, do chưa được thể hiện rõ ràng nên tương đối khó để biết ai có nhiều chakra hơn. Cả hai chắc chắn đều có đủ chakra để chiến đấu trong một thời gian dài với nhau. Sự thông minh. Minato là một người rất nhạy bén, có điểm số cao nhất trong lịch sử của học viện. Ngay cả khi còn nhỏ, chỉ có duy nhất anh trong số tất cả các ninja được cử đến để giải cứu Kushina, phát hiện được dấu vết cô để lại để đánh dấu đường đi của những kẻ bắt cóc. Trong chiến đấu, Minato có thể suy luận chính xác cơ chế cơ bản đằng sau một kỹ thuật chỉ sau một lần nhìn thấy nó, từ đó lập kế hoạch xung quanh điểm mạnh và điểm yếu của nó để tạo lợi thế cho mình hoặc đồng minh. Và phân tích xong, Minato sẽ tấn công rất nhanh và chính xác vào điểm yếu của đối thủ và vào những thời điểm phù hợp nhất. Tobirama trong trận chiến thì tính toán rất chắc chắn, chỉ tấn công khi nắm chắc tỷ lệ thành công trong tay và không hề dành sự thương xót nào cho đối thủ. Theo Madara, Tobirama nổi tiếng với việc tung ra các đòn tấn công bất ngờ trong khi đối thủ nghĩ mình đã thắng và mất cảnh giác. Để tận dụng mọi lợi thế có thể, anh cũng chú ý cẩn thận đến mọi khía cạnh của trận chiến, phân tích chiến lược và kỹ thuật của đối thủ để phân biệt mục đích, cơ chế và cuối cùng là điểm yếu của họ. Tobirama cũng có kiến thức tương tự về các kỹ năng mà anh ta không sử dụng, có thể nhận ra một con cóc từ lối miêu bô cư và hiền nhân thuật của chúng hoặc các loại chuyển đổi bản chất cao cấp khác. Nhìn chung, về mặt này, cả hai ngang ngửa nhau, kẻ tám nạn, người nửa cân. Phát minh và cải tiến kỹ thuật. Sau khi quan sát bản chất của quả cầu vĩ thú Bijudama, Minato đã dành 3 năm để phát triển Rasengan, một chiêu thức có mức độ biến đổi hình dạng cao nhất. Nó không cần phong ấn tay để tạo ra, sau khi được hình thành, nó có thể duy trì và giúp anh ta có lợi thế rất lớn trong chiến đấu. Mặc dù Rasengan yêu cầu người dùng phải điều khiển chakra rất chính xác, nhưng Minato với tư cách là người sáng tạo ra Rasengan đã sử dụng nó rất thành thạo. Minato còn định kết hợp Rasengan với bản chất chakra hệ phong của mình, nhưng việc kết hợp quá khó để hoàn thành và Minato đã hy sinh trước khi biết cách hoàn thiện nó. Tobirama thì sáng tạo ra phân thân chi thuật để tạo ra một hoặc nhiều bản sao nhưng lượng chakra sẽ bị phân chia. Do đó, nếu tạo ra quá nhiều phần thân thì nó sẽ cực kỳ nguy hiểm cho bản thân của người dùng. Khả năng này được gọi là đa trọng ảnh phân thân thuật. Bởi vậy, Tobirama đã tuyên bố và gọi nó là cấm thuật. Tiếp theo là uế thổ chuyển sinh Edo Tensei. Tobirama đã tạo ra Edo Tensei cho phép người chết sống lại để điều khiển họ như những con rối và rất khó để giết được họ. Phi lôi thần thuật. Tobirama tạo ra kỹ thuật này để di chuyển tức thời đến vị trí đã đánh dấu trước đó. Về khả năng này thì Tobirama chiến thắng. Họ đều là những nhà sáng tạo và cải cách kỹ thuật vĩ đại, nhưng Tobirama có nhiều sáng tạo hơn. Ông thể hiện được tài năng thiên bẩm về lĩnh vực này. Ảo thuật. Minato không sở hữu ảo thuật, nhưng rất có thể Minato cũng sử dụng được ảo thuật thông qua việc triệu hồi hai vị tiền hà mô, vì Minato cũng có mối quan hệ rất tốt với những con cóc ở núi Miêu Bô Cư. Trong anime thì Tobirama có thể sử dụng ảo thuật hắc ám hành thuật để đặt một bóng tối ảo giác lên thị lực của mục tiêu, khiến họ không nhìn thấy gì ngoài màu đen tối mịt. Databook còn ví cảm giác mà nạn nhân mắc phải như đang ở dưới đáy của một cái hố sâu. Vì không thể nhìn thấy mục tiêu nên chúng rất dễ bị tấn công, do đó ảo thuật này sẽ rất nguy hiểm đối với những người có kỹ năng cảm nhận kém. Còn với Hokage Đệ Tam thì tuy có chút khó khăn nhưng không phải là không thể vượt qua. Hizuden đã có thể cảm nhận được các đòn tấn công để cố gắng tự vệ, trong khi đó cảm nhận vị trí của đối phương để thực hiện các cuộc phản công. Và như vậy, ở lĩnh vực này, Tobirama hoàn toàn chiến thắng Minato. Nhưng trường hợp Minato triệu hồi được hai vị tiên hà mô thì hoàn toàn có thể đặt kèo. Tuy nhiên, điều này chưa chắc chắn. Thể thuật. Minato chưa bao giờ được tác giả Kishimoto cho biểu diễn thể thuật. Nhưng việc có thể làm chủ được chế độ hiền nhân thì Minato sở hữu sức mạnh tấn công tuyệt vời. Và khi đó anh còn có sự trợ giúp từ các đòn tấn công thể thuật của Karate Nói Cóc và sở hữu qua tổ thủ. Vì vậy, Minato cũng coi nó có kỹ năng tốt về Taijutsu. Và Tobirama cũng chưa bao giờ được thể hiện trong Naruto, nhưng do mang dòng dõi của Senju nên Tobirama chắc chắn có sức mạnh thể chất rất tốt và anh chắc chắn sẽ gây không ít rắc rối cho Minato trong lĩnh vực này. Ngoài ra, Tobirama cũng cho thấy là sử dụng kiếm khá điêu luyện. Tuy nhiên, Minato có sự trợ giúp từ những chiến binh cóc nên phần thắng mình sẽ đặt kèo cho Minato. Tuy không do thể thuật từ bản thân, nhưng việc triệu hồi cóc cũng là một trong những kỹ thuật của anh để chiến đấu thay, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhẫn thuật, Minato cũng có khá nhiều, khoảng chừng 20 kỹ thuật khác nhau. Tobirama thì khoảng 22 kỹ thuật.
Tobirama cũng đã thấy là rất mạnh. Anh sở hữu Edo Tensei nhưng do không sử dụng được thành thạo nó và kỹ thuật chưa được hoàn thiện, có một số vấn đề về số lượng và khả năng kiểm soát người được chuyển sinh, nên đây không được coi là điểm mạnh của đệ nhị. Còn Minato tuy có chế độ hiền nhân nhưng anh cũng không duy trì nó được lâu. Hơn nữa, Minato là thế hệ sau nên có thời gian và rút được các kinh nghiệm thất bại trước đó và nghiên cứu phát triển nâng cao các kỹ thuật khác nhau. Nên mình đánh giá Minato cao hơn, điển hình như phi lôi thần thuật của Tobirama cũng được anh sử dụng và phát triển thậm chí còn vượt trội hơn cả người cha đẻ của nó. Và thuấn thân thuật của Minato cũng được Tobirama đánh giá cao hơn mình. Phi lôi thần thuật, Minato và Tobirama cả hai đều cho thấy là sử dụng các kỹ thuật tương tự nhau như phi lôi thần thuật. Tuy nhiên chúng được hai người sử dụng khác nhau ở điểm nào? Khi nói đến phi lôi thần thuật nhị đoạn là một kỹ thuật tấn công trực tiếp vào đối thủ của mình. Cứ này sẽ được phóng đến gần mục tiêu hoặc thậm chí đi qua họ như trường hợp với Obito, thì người dùng sẽ di chuyển đến cứ này nói trên và ngay lập tức tấn công vào điểm yếu của họ. Minato có khả năng thực hiện kỹ thuật này chỉ với một thanh cứ này duy nhất. Với độ chính xác hoàn hảo, anh nhắm thanh cứ này và ném nó ở khoảng cách mong muốn. Với nó, Minato dễ dàng đả bại Obito chỉ bằng một đòn Rasengan. Tobirama sử dụng kỹ thuật này khi chống lại Izuna, tuy nhiên đệ nhị lại phải sử dụng tới khoảng 6-8 cứ này để tăng độ chính xác và làm đối thủ mất cảnh giác. Do đó, với một thanh kunai được phóng đi thì cho thấy độ chính xác và kỹ thuật của Minato tốt hơn so với Tobirama. Minato còn có khả năng đặt các thuật thức của mình vào đối thủ để di chuyển đến vị trí của họ theo ý muốn. Hơn nữa, Minato cũng phát minh ra chiếc phi lôi thần kunai để gia tăng hiệu quả cho kỹ thuật này. Ngoài ra, Minato còn sử dụng được thời không gian kết giới, một kỹ thuật kết giới kết hợp việc sử dụng công thức của phi lôi thần thuật để dựng lên một không gian kết giới có khả năng làm cong vênh bất cứ thứ gì tiếp xúc với nó. Đối tượng của kỹ thuật sau đó được dẫn đến một vị trí khác được đánh dấu bởi công thức của người dùng và Minato đã dùng nó để di chuyển quả bom vĩ thú của Kurama ra ngoài bãi biển. Tobirama không có khả năng sử dụng phi lôi thần đến mức độ này, do đó kết luận Tobirama tiếp tục yếu thế hơn so với Minato ở lĩnh vực này. Còn nếu phân tích khả năng tổng thể thì Minato chống lại Tobirama như thế nào? Minato cũng sở hữu trí thông minh như Tobirama, thậm chí còn có thể nói là thông minh hơn. Như phân tích ở trên thì Minato có phần nhỉnh hơn trong việc sử dụng phi lôi thần thuật và phòng thủ, có khả năng nhận biết nguy hiểm với chế độ hiền nhân để tránh các cuộc tấn công, có kỹ năng cảm nhận, tốc độ và phản ứng ngang bằng với Tobirama, nếu không muốn nói là vượt trội hơn Tobirama vì Minato còn được bút thêm nhờ chế độ Chakra hiền nhân. Minato sở hữu những đòn tấn công tự nhiên vô hình mà Tobirama không nhìn thấy hoặc cảm nhận nhờ kỹ thuật oa tổ thủ, một kỹ năng chỉ có được khi làm chủ được chế độ hiền nhân ở núi cao Miêu Bộ Cư. Và hiệu quả của các nhẫn thuật của Minato cũng được tăng lên đáng kể bởi Senjutsu. Minato rất nhanh nên anh ấy sẽ né được hầu hết các đòn tấn công của Tobirama. Nếu đệ nhị sử dụng uế thủ chuyển sinh thì do nó là kỹ thuật không hoàn hảo nên chúng tương đối yếu, không phát huy hết được sức mạnh của người chuyển sinh. Bởi vậy Minato không khó để phong ấn họ. Vậy thì Tobirama còn mỗi thủy thuật bá đạo với Minato, nhưng với phi lôi thần thuật thì đệ tứ thoát khỏi thủy thuật cũng rất dễ mà thôi. Thể thuật thì Minato hoàn toàn có thể triệu hồi cóc để đánh nhau với Tobirama. Do vậy, qua những gì mình phân tích thì có thể thấy rõ ràng là Hokage đệ tứ Namikaze Minato mạnh hơn Hokage đệ nhị Senju Tobirama. Còn ý kiến của các bạn thế nào? Cùng để lại comment trao đổi nhé! Bây giờ thì mình xin được kết thúc video tại đây. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ team của tụi mình nha! Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye!